Xin chào mọi người, đây là những con dao mèo. Vâng, nhìn là tí chẳng đó. Con dao mèo này dài mét mấy anh nhỉ? Mét rồi. Một cái này, dao này dùng để làm đồ trang sức thôi. Nhưng mà mình lấy về để treo ở cái nhà. Quay rồi. Huy. Đây là con dao loại ngắn. Nhìn rất là đẹp. Cái đi rào này, rào để không? Không sao không em? Dao này để dùng để treo mà vẫn đẹp mà. Đừng nổ máy, đừng tắt máy. Mở đừng có mở ra nó thì ăn lắm ấy. Không được cái ông mở ra nó thì đây đây. Đây bước luôn. Con này chắc nó phải nặng đến tầm khoảng 1 cân nữa là nặng. Ở trên chỗ nó khắc bạc nó có cả dao kiểu sừng trâu ấy. Sao lấy một cái này về thì mất thịt tu. Mình mày cảm gạch chiếu được qua. Chà, ngoài đâu vào. Cái này mấy trăm một cái. Dạ, con mấy... to thì 500 à. Ôi, đây mới sạch, sạch ngủ thôi. Phải không, sạch cho tu. Cái này này rồi, bây giờ về hàng này bắt mẹ mà đi ngồi. Về cho cái tỉnh nhà vẫn là ăn lốm ra. Trời ơi, tôi thấy con ăn toán. Nó còn đỏ này, thôi đấy. Đây là những cây nỏ người Thái. Mọi người làm nhiều con nỏ ăn cho vương ấy. Ôi, bệnh phải được cái này. Này chỉ là để cho đẹp thôi chứ bắn thì không thể chuẩn được. Có cầm đi chơi bơ luôn. Không cần liền đấy. Nắng. Nó tên là không? Đây là cái tên nó. Chắc rồi, cầm cái nỏ xuống xem rồi nào. Cầm một cái xuống xem. Cái này này, cái bên có tên này này. Cầm xuống xem thử nó chất liệu nó có bỗ gì. Đẩy lên là xuống mà. Này, anh lên anh đẩy cái đây này, anh xem rồi. Này có chắc đấy. Gỗ này có chuẩn đấy. Bắn chỗ này. Rẹn nó xong rồi. Căng không? À, bóp cái là nó bẩy lên đúng không? Bóp cái là nó lên, bóp cò nhiều quá xuống. Chuẩn. Cái này là 150 một cái mọi người nhé. Mấy mặt ông này lên.